Kính thưa quý vị và các bạn, tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục đầu tư. Dự kiến đến năm 2021 sẽ khởi công xây dựng. Đường chưa làm mà đất đã bắt đầu tăng giá khi các công ty, người môi giới bất động sản rầm rộ treo bảng bán đất tại khu vực này. Đây là hình ảnh rao bán đất tại các tuyến đường chính lẫn đường lô dẫn vào cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Khi biết được sắp tới đây, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài sẽ thi công, các công ty, người môi giới bất động sản đã tìm gom mua đất ở khu vực dự kiến sẽ làm đường cao tốc, rồi tự phân lô, tách nền và lên cả thổ cư đối với diện tích đất trồng cây hàng năm. Cụ thể như tại khu vực đất gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, giá bán cao hơn so với giá thị trường, tầm 90 triệu đồng một mét ngang chưa có thổ cư. Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Bến Cầu cảnh báo người dân trước khi mua đất cần liên hệ với đơn vị chức năng để xem thửa đất đó có nằm trong quy hoạch đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Nếu mua đất theo lời quảng cáo, thổi giá của người môi giới mà chưa nắm rõ quy hoạch hoặc giá trị thực tế của thửa đất, người mua đất sẽ chịu nhiều rủi ro.